Minh đường tử vi hoan hỉ chào đón các quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Chúc các quý anh bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2023, mời các quý anh cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Bước sang năm Quý Mão 2023 quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 là 34 tuổi âm lịch và 33 tuổi dương lịch. Theo thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, canh gặp quý, bình hòa, ví như yếu tố khách quan ít tác động, quý anh tự làm tự ăn, hầu như không có người trợ giúp. Xét về địa chi, ngọ gặp Mão lục phá, xấu gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống công việc làm ăn gặp khó tiền bạc kiếm được nhưng tiêu pha cũng lắm hầu như khó tích lũy chuyện tình cảm cũng gặp không ít rắc rối cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng xét về ngũ hành quý anh tuổi canh ngọ có ngủ hành lộ bàng thổ gặp năm quý mão ngủ hành kim bạch kim thổ bị thiệt chủ về làm ăn vất vả hao tốn nhiều công sức hơn tiền bạc kiếm được nhưng tiêu pha cũng lắm hầu như khó tích lũy sức khỏe không tốt những biến chuyển của thiên can địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm quý mão này đối với quý anh tuổi canh ngọ vận trình không quá thuận lợi nên làm gì cũng phải tự thân vận động khó được người giúp đỡ lại dễ bị kẻ xấu ám hại gây cản trở đủ đường tiểu nhân vận khá rõ những dự định hùn vốn hợp tác tốt nhất nên tạm gác lại hoặc không nên tin tưởng người quá dễ dàng tài sản trong năm không tích lũy được là mấy lại còn có dấu hiệu hư hao chuyện tình cảm cũng nhiều buồn phiền sao chiếu mệnh sao kế đô sao kế đô chiếu mệnh, chủ về bệnh tật tai họa người âm phá dối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây ra nhiều chuyện rắc rối, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Vận hạn, hạn địa võng. Địa võng nghĩa là lưới đất. Hạn địa võng là hạn xấu. Người gặp hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Gặp nhiều rắc rối, thị phi, tranh cãi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, mang tiếng xấu, tâm trạng bất an, đau buồn, phiền muộn. Vận niên năm 2023, của quý anh tuổi canh ngọ. Vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ tức là rồng có cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Nếu vận niên vào năm này thì đây là một năm hay lo lắng cho việc bao đồng, chỉ đi lo lắng việc cho người khác. Xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 trong năm Quý Mão 2023. Quý anh tuổi canh ngọ trong năm 2023 phải chịu tác động của nhiều hung tinh về con đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt, có nhiều điểm không lành xảy đến nhưng quý anh cứ nghiêm túc cố gắng, thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Công việc chủ về khó khăn và bất lợi. Nhiều vấn đề xảy ra bất ngờ, không theo quỹ đạo, hay kế hoạch trước đó, khiến cho quý anh rất vất vả, phải lao tâm khổ tứ nhiều bể. Trong năm này quý anh tuổi canh ngọ, phạm phải cục diện ngủ hành tứ hình xung, tí ngọ mão dậu, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, cho nên công việc cũng sẽ gặp bất lợi. Ngoài ra, sự tác động của sao kế đô lại đúng vào năm phá thái tuế, làm cho quý anh tuổi canh ngọ, gặp tiểu nhân vận khá lớn, người âm quấy phá. Quý anh không nên lo chuyện bao đồng, cũng cần cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị tiểu nhân lừa gạt, hoặc lợi dụng làm điều sằng quấy, cướp đoạt công sức. Sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng, cũng sẽ có những tác động tiêu cực đến phương diện sự nghiệp. Chuyện tình cảm riêng tư ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp, quý anh cần phải công tư phân minh chính là điều cần thiết trong năm này hạn chế để cảm xúc cá nhân xen vào có thể gây ra thị phi khó thu phục cấp dưới ít được lòng cấp trên công việc sự nghiệp trong năm sẽ gặp không ít khó khăn thách thức ở phía trước nhưng quý anh cần can đảm dũng cảm đối mặt biết lấy ổn định an toàn làm trọng nên tập trung phát huy thế mạnh của mình nhẫn nhịn chăm chỉ hơn phấn đấu nỗ lực nhiều hơn quyết tâm cao độ thì mới đạt được kết quả tốt đẹp Việc kinh doanh, buôn bán nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật tiền mất tật mang. Nên làm gì cũng phải tuân theo đúng quy định. Đặc biệt trong năm 2023, thầy gia cát khuyên quý anh tuổi canh ngọ, hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần ngọ tất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cát đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 trong năm Quý Mão 2023. Vận trình tài lộc của quý anh tuổi canh ngọ trong năm này cũng không mấy khả quan dưới sự tác động của nhiều hung tinh làm cho quý anh có vận khí suy giảm về thu nhập ở cả hai phương diện chính tài và thứ tài đều không ổn định so với những năm trước đây thì thu nhập của quý anh trong năm này sẽ bị giảm mạnh trong năm này do bị ảnh hưởng của tiểu hao thiên khốc và thái tuế án ngữ là hung tinh làm cho quý anh sẽ gặp họa phá tài dễ tao tán về tiền bạc quý anh tuổi canh ngọ trong năm này việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn con đường phát tài của bản mệnh nhiều ngăn trở kinh doanh không thuận lợi hàng hóa có phần ế ẩm do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố tài khí khó tụ, tiền bạc dễ hao, các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường, đã vậy lại gặp sao kế đô chiếu mệnh cũng làm cho quý anh gặp nhiều chuyện rắc rối, quỷ ma quấy phá, cuộc sống khó bề in ổn, lý trí bị che mờ, nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ví như người trong nhà đau ốm, bệnh tật, con cái gây rối, phải bỏ tiền ra thì mới xử lý được ổn thỏa. Trong năm này quý anh tuổi canh ngọ, nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư, thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Tử vi cho thấy năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, quý anh cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao kẻo lại rước họa vào thân. Cho nên quý anh tuổi canh ngọ trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm thì tốt hơn, hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho quý anh cân đối được mức thu chi của mình để có được một năm bình ổn, tránh nỗi lo nợ nần. Về cuối năm, vận trình tài lộc của quý anh có phần khởi sắc hơn, khi đó quý anh ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, giúp cho quý anh có phần an tâm hơn, cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính. Xét về vận trình tình cảm của quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 trong năm quý Mão 2023. Bước sang năm quý Mão, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi canh ngọ cũng gặp phải những trở ngại đáng kể quý anh gặp chút sóng gió do các hung tinh hoa cái điếu khách sự tác động của hạn địa võng làm cho tâm lý bất an các mối quan hệ cũng có xuất hiện những mâu thuẫn hiểu nhầm trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí cũng có lúc căng thẳng và mệt mỏi sự chung thủy trong tình yêu là rất quan trọng nên đôi khi thể hiện thái độ ghen tuông vô lý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình quý anh cần phải trưởng thành hơn phải tỉnh táo thấu hiểu tin tưởng đối phương thì mới tránh được hiểu lầm không đáng có quý anh nên biết kiềm chế mình nhìn nhận lại bản thân mình để tránh những tranh cãi rắc rối thị phi năm này dù khó tránh khỏi những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân và gia đình nhưng có gặp vấn đề rồi cũng sẽ được hóa giải và cùng nhau vượt qua khó khăn vợ chồng nên đồng sức đồng lòng quý anh trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho nửa kia và các thành viên trong gia đình sẽ tốt hơn dù có vấn đề gì cũng nên xử lý mềm mỏng đối thoại nhẹ nhàng thay vì khiến mọi chuyện thêm phần căng thẳng đối với quý anh đang còn độc thân, thì nên chủ động tìm hiểu và kết giao trong mối quan hệ. Sự chân thành và nhiệt tình sẽ khiến đối phương cảm nhận được tình cảm của quý anh. Trong tình yêu cần có sự trung thủy và kiên nhẫn thì hai người mới có thể kề vai sát cánh, tiến xa hơn đến bến bờ hạnh phúc. Xét về vận trình sức khỏe của quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, trong năm quý mão 2023. Năm 2023, quý anh tuổi canh ngọ, có vận trình sức khỏe cũng không tốt, bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh bệnh phù thiên khốc quan đới sự ràng buộc của hạn địa võng chủ về sức khỏe làm cho quý anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe quỷ ma quấy phá nhiều chuyện dày già dà, tâm thì chẳng an lo âu buồn bực sinh ra nhiều thứ bệnh cục diện tứ hình xung tí ngọ mão dậu cũng sẽ gây ra sự xa sút về thể chất tinh thần mệt mỏi và áp lực dễ ốm đau bệnh tật lâu khỏi các dạng tai nạn như té ngã tai nạn xe cộ các ngành nghề nguy hiểm đều có khả năng xảy ra đặc biệt gặp hạn địa võng chủ về những điểm xấu rất dễ bị các năng lượng tiêu cực đeo bám quý anh tuổi canh ngọ càng cần đề cao an toàn của bản thân làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến hạn chế đi đám ma đám hiếu cẩn thận hơn khi làm các công việc nguy hiểm chú ý khi tham gia giao thông tránh để xảy ra tình trạng ngoài ý muốn Ngoài ra, quý anh tuổi canh ngọ trong năm nay, phải chăm sóc bản thân thật tốt, thường xuyên rèn luyện thể chất, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên, để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi canh ngọ sinh năm 1990, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, trong năm quý mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, ví dụ, bản mệnh tuổi, dần ngọ tuất, gặp hạn tam tai vào các năm, thân dậu tuất. Như vậy, quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, quý anh tuổi canh ngọ, không phạm hoang ốc trong năm này. Tuổi kim lâu năm 2023, quý anh, không phạm kim lâu. Thái tuế năm 2023, quý anh tuổi canh ngọ năm này, phạm phá thái tuế, không nên lo chuyện bao đồng, sốc nổi, không nên giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Rất dễ vướng phải phiền phức, rắc rối, tiểu nhân quấy phá, thậm chí có thể bị họa đau thương, hay vướng phải kiện tụng. Ngày giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 trong năm Quý Mão 2023. Số của quý anh tuổi canh ngọ rất hợp vào những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng năm nào quý anh cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý anh có được thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Canh Ngọ. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Canh Ngọ. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh tuổi canh ngọ, giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ. Hướng tốt trong ngày. Hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi canh ngọ là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi canh ngọ. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, năm mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi canh tuất, sinh năm 1970, năm mạng. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi canh ngọ là, lộ bàng thổ, gặp mệnh của tuổi canh tuất là, thoa xuyến kim, tương sinh, rất tốt. Thiên can, canh gặp canh, bình hòa tốt. Địa chi, ngọ gặp tuất tam hợp, rất tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi canh ngọ, nam mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi kỷ mùi, sinh năm 1979, nam mạng, để sông đất. Trong năm quý mão 2023, quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn địa võng và sao kế đô chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn địa võng đối với quý anh tuổi canh ngọ, trong năm quý mão 2023. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày dạ. Địa võng là hạn xấu chủ về. Tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn địa võng, đối với quý anh tuổi canh ngọ sinh năm 1990, trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, kinh tế tài chính, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm, thứ hai đời sống mọi người trong gia đình là một gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát chia ly xa cách dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết thứ ba khi gặp hạn địa võng gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm nhẹ thì hoàng sợ tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng cái chết Thứ tư, sau đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Quý Anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, trong năm quý mão 2023, cũng cần chú ý đến sao kế đô chiếu mệnh. Sự tác động của sao kế đô, đối với quý anh tuổi canh ngọ, trong năm quý mão 2023. Sao kế đô là một hung tinh, chủ về bệnh tật tai họa người âm phá dối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây ra nhiều chuyện rắc rối, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tăng sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Kế đô tọa mệnh, thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung, thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Kế Đô là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn Kế Đô vào đầu giờ chiều từ 13 giờ đến 15 giờ, ngày 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính tây, trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn hoặc nến. Bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 trong năm Quý Mão 2023 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Đối với quý anh tuổi canh ngọ, bước vào tháng đầu tiên của năm Quý Mão, cần lưu ý mặt sự nghiệp có nhiều sự biến đổi, tính cách nóng nảy, dễ bị người khác ghen ghét, cấp trên cũng không hài lòng, ảnh hưởng tiền đồ. Đây là tháng có ngủ hành tam hợp, dần ngọ tất, trợ mệnh, quý anh vẫn có được quý nhân giúp sức, có nhiều cơ hội phát huy năng lực của bản thân, tài lộc cũng dũng dình. Tháng này, đối với quý anh tuổi canh ngọ, có nhân duyên vượng sắc, những người đang còn độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác giới, có thể sẽ phát triển thành mối quan hệ bền vững hơn. Lưu ý, trong tháng có sao kế đô tác động mạnh mẽ, cần chú ý về mặt sức khỏe, đề phòng chân tay, thương tật bất ngờ. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý anh tuổi canh ngọ có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, tính khí của quý anh thay đổi mạnh mẽ, quý anh tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn nên khó được lòng mọi người. Hồng loan tinh xuất hiện dễ khiến cho quý anh rơi vào mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, đào hoa dữ, có nhiều mối quan tâm mới ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Không chỉ vậy, tháng này là tháng mão, tháng sung của tuổi bổn mạng, cùng với sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc, cũng sẽ mang đến cho quý anh tuổi canh ngọ gặp nhiều phiền phức, xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng, hay là hợp đồng mua bán, hùn hạp làm ăn, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, kinh doanh buôn bán không mấy thuận lợi, tài lộc có sự xa sút đáng kể. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình tài lộc của quý anh tuổi canh ngọ có phần khởi sắc, công việc khi làm ăn hợp tác làm ăn hay kinh doanh buôn bán có phần được thuận lợi hơn, có tài lộc nhưng chưa có được sự tích lũy. Trong lúc thuận lợi, quý anh cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại, khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Tháng này vận đào hoa của quý anh khá tốt, người độc thân có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến công tác hay giao lưu cùng bạn bè, quý anh muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa giữ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn hại tới gia đình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 Tử vi của quý anh tuổi canh ngọ tháng tư âm lịch năm 2023, có điểm thăng tiến nhẹ. Ngọ hỏa, gặp tỵ hỏa tạo ra vận khí thăng tiến. Tình trạng kiếm tiền tay trái của quý anh sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh buôn bán, vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu cũng sẽ khả quan. Dựa vào tài năng của quý anh có thể thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này khá tốt, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ thu về tài lộc. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Bước sang tháng 5 âm lịch này, quý anh tuổi canh ngọ, đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện ngọ ngọ tự hình, thái tuế án ngữ, lại thêm thiên khốc, địa tăng, quấy phá, gây ra nhiều chuyện buồn phiền, tình cảm không như ý. Tháng này, quý anh tuổi canh ngọ không có quý nhân trợ giúp, lại thiếu đi sự hỗ trợ của các cát tinh, có nhiều năng lượng tiêu cực đưa tới, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự xa sút đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn trong tháng quý anh không nên tham gia vào các trò may mắn nếu không tiền đến tiền đi rất dễ phá sản. Trong tháng quý anh cũng nên cẩn thận dễ gặp tai nạn. Cần chú ý khi sử dụng các vận sắc nhọn, khi tham gia giao thông, và không nên đến những nơi nguy hiểm, những nơi có nhiều âm khí, kẻo lại nguy hại tới tính mạng. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý anh tuổi canh ngọ sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc. Quý anh sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Công việc không có sự đột phá, tài lộc chỉ ở mức trung bình. Đối với những người làm công ăn lương có một tháng trôi qua tương đối bình ổn, không có vấn đề gì phát sinh đáng kể. Các ngành nghề tay trái, hay kinh doanh buôn bán cũng không phát huy được hết khả năng, tài lộc, có thu, có chi, gọi như cũng được dũng dình. Bước sang tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Trong tháng 7 âm lịch này cho thấy, về quý anh tuổi canh ngọ sẽ gặp đôi chút thử thách trong công việc, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Tháng này sẽ có những thử thách tích cực từ cấp trên để cho quý anh khẳng định được năng lực của mình, có cơ hội để gia tăng tài lộc cho mình, quý anh cũng cần phải tỉnh táo, tích cực, lý trí, để nắm bắt. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, cơ hội việc làm cũng sẽ đến, quý anh chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vì vậy, quý anh cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 Bước sang tháng 8 âm lịch, vận may của quý anh tuổi canh ngọ đang có xu hướng đi xuống. Tháng phạm cục diện tứ hành xung, tí ngọ mão dậu, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ trạch hướng. Bản thân quý anh cần phải lý trí, tỉnh táo để tìm ra cách đối phó. Ngoài ra quý anh cũng bị ảnh hưởng bởi hung tinh giác tú, thiên khốc, điều này làm cho quý anh trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc. Việc kinh doanh buôn bán có phần chậm chạp, hàng hóa ế ẩm, tài lộc kém sắc. Trong gia đình cũng dễ xảy ra xung đột tranh cãi với mọi người, quý anh phải học cách kiềm chế cảm xúc và đừng gây chiến vì những chuyện vặt vãnh. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Bước sang tháng 9 âm lịch cho thấy vận trình của quý anh tuổi canh ngọ lại đang gặp được vận quý nhân tam hợp dần ngọ tuất trợ mệnh mang tới nhiều sự may mắn, quý anh có một tháng cát lành. Sự nghiệp có sự mở mang, quý anh sẽ gặp nhiều cơ hội tốt mặc dù cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhưng quý anh sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn vẫn thu được thành quả tốt quý anh tuổi canh ngọ cũng cần phát huy tài năng để cấp trên nhìn nhận sự nghiệp có điểm thăng tiến tháng này quý anh cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm vận may lớn sẽ đến về tình cảm quý anh được mọi người hỗ trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng quý anh cũng nên dành thời gian quan tâm đến gia đình đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình về tiền bạc, làm ăn công việc tháng này rất thuận lợi. Hãy tiếp tục phát huy kiên trì, phấn đấu hơn nữa để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể. Sức khỏe cơ bản ổn định. Bước sang tháng 10 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Tháng 10 âm lịch về tổng thể vận trình của quý anh tương đối khả quan, không có gì phải lo lắng, tài lộc tốt công việc trong tháng tương đối bận rộn nhưng quý anh xử lý ổn thỏa điều này sẽ giúp cho quý anh có được sự đánh giá tích cực từ phía cấp trên và đồng nghiệp với những kế hoạch chi tiết và khoa học quý anh đã đạt được những kết quả như mong đợi ngoài ra tháng này quý anh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý đừng làm việc quá sức nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi quý anh cũng cần chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông cần phải cẩn thận tránh để những tai nạn thương tiếc xảy ra Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Quý anh tuổi canh ngọ trong tháng 11 âm lịch này cho thấy, về phương diện sự nghiệp có phần xa sút từ đó tài lộc cũng không mấy lạc quan. Bị ảnh hưởng của các hung tinh, một số người làm văn phòng, tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng thiếu tập trung, xa sút Điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Ngoài ra, quý anh trong tháng này đang bị ảnh hưởng bởi cục diện ngủ hành tứ hình xung, tí ngọ mão dậu, gây ra những chuyện buồn phiền, tình cảm không như ý, hay xảy ra xích mích với nửa kia của mình. Tháng này, một số người đang kinh doanh, buôn bán, hay tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình, do đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Quý anh không nên tham gia vào các trò may mắn, nếu không tiền bạc rất dễ đội nón ra đi vận trình tháng 12 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi canh ngọ sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Quý anh ít bị tác động bởi các hung tình, nhưng vẫn có được các tinh trợ mệnh, mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng quý anh có kế hoạch cụ thể, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Tài lộc của quý anh trong tháng này được cải thiện đáng kể. Thần tài gõ cửa, giúp cho quý anh thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán, hay là đầu tư về tài chính người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành công việc trôi chảy dù tình trạng cuối năm khối lượng công việc tương đối nhiều nhưng quý anh có vận quý nhân giúp sức nhìn chung công việc tương đối là thuận lợi không gặp phải vấn đề nào quá lớn tử vi cho thấy trong tháng này quý anh tuổi canh ngọ có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng giúp cho quý anh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn trong cuộc sống tuy nhiên việc chi tiêu trong tháng cuối cùng của năm quý mão tương đối lớn đặc biệt là trong dịp tết sắp tới quý anh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc không bị hao tán trên đây là tử vi tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, nam mạng, trong năm quý mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý anh an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý anh tuổi canh ngọ năm mới an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.